hình ảnh thầy Minh Đạo, người đã tán thán công đức của thầy Minh Tuệ, quỳ gối và có những cái lời tường trình xin rút lui khỏi mọi chức vụ của giáo hội để quay về sống đời lặng lẽ chăm sóc các trẻ mồ côi trong những ngày vừa qua thực sự khiến nhiều người xúc động. Có rất nhiều chia sẻ khác nhau và Đình Khoa đặc biệt ấn tượng với chia sẻ của nhà báo Mai Quốc Ấn. Anh Ấn có chia sẻ rằng thầy đã buông bỏ cái tầm thường là chức sắc để giữ điều cao đẹp là chăm sóc cho trẻ mồ côi. Và video này được Đình Khoa thực hiện để nhằm bày tỏ sự đồng cảm cùng quan điểm của Đình Khoa với anh Mai Quốc Ấn. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bài viết mang tên Chân tu của mình, anh Mai Quốc Ấn có chia sẻ rằng mấy năm trước tôi có bức xúc mà viết người ta lớn bởi vì người quỳ gối khi một cô giáo quỳ trước cán bộ ngành giáo dục xin chuyển công tác. Cũng nghĩ rằng đời kẻ nóng tính như mình sẽ thà chết không quỳ gối trước cường quyền nào. Lại càng rất nóng khi thấy hình ảnh thầy Minh Đạo quỳ trước giáo hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu khi bị kiểm điểm do nói về đầu đà Minh Tuệ. Nhưng nhìn sâu hơn nữa, việc trả hết các chức sắc của giáo hội địa phương để về chăm sóc cho hơn 60 trẻ mồ côi lại làm tôi nghĩ khác đi. Thầy đã buông bỏ cái tầm thường là chức sắc để giữ điều cao đẹp chăm sóc trẻ mồ côi. Điều này được thể hiện tột cùng qua sự khan nhẫn, quỳ. Văn phong trong bản kiểm điểm của thầy Minh Đạo cũng nhẹ nhàng như cách nói về đầu đà Minh Tuệ. Cách thầy buông bỏ chức sắc trông thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng quỳ trước nhiều người cho là những kẻ không xứng lại thể hiện cái dũng rất lớn. Nhân việc kiểm điểm mà rời xa sự vụ giáo hội là điều tuệ cao dày để giữ từ bi chăm sóc các cháu mồ côi vốn xưa nay đã làm. Cảm ơn thầy Minh Đạo đã dùng hành động mà điểm hóa cho kẻ mê này. Những người như thầy Giác Khang, thầy Tuệ Sĩ, thầy Pháp Hòa, đầu đà Minh Tuệ hay thầy Minh Đạo vân vân vẫn mang lại niềm tin cho tôi rằng những người đã dùng ngôn hành, thân hành để điểm hóa chúng sinh mê muội hãy còn. Lời nói tưởng gió bay của thầy Pháp Hòa, bước chân ấy nhẹ nhàng của đầu đà Minh Tuệ hay tư thế quỳ phục của thầy Minh Đạo lại cho ta thấy được vô số yêu ngôn hoặc chúng hành vi vô đạo của những giả sư thao túng Phật giáo nói riêng và trong những lĩnh vực khác nói chung. Pháp môn làng Mai hay kinh văn Tuệ Sĩ thậm chí còn tác động sâu xa hơn với không chỉ tăng chúng tu tập mà còn với cả giới học Phật, nghệ thuật để quảng bá cái đúng đi rất xa khỏi biên giới quốc gia. Bậc chân tu tưởng chẳng chạm tới ai, nhưng hạnh tu của họ đã làm u mê của chúng sinh giảm đi và khiến bao lũ ma tăng thất thủ niềm tin và thất thu cúng dường. Thật là công đức vô lượng. Mai Quốc Ấn. Con xin biết ơn quý vị hữu duyên đã cùng theo dõi đến những giây phút này của video này, những chia sẻ của nhà báo Mai Quốc Ấn. Hy vọng rằng dù cuộc sống lục trong lẫn lộn thì bản thân mỗi chúng ta luôn luôn không mất niềm tin vào Phật giáo, vì Phật giáo và giáo hội hay những tổ chức nào đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Phật giáo là một bầu trời trí tuệ, là con đường thanh thang chúng ta bước, và trên con đường bước đó sẽ có nhiều người bước cùng chúng ta. Những người bước cùng đó có thể có những lỗi lầm sai lầm, đấy là việc của họ và nghiệp họ gánh. Còn chúng ta không mất niềm tin vào con đường chúng ta đi. Hãy gạn đục khơi trong để sống, để gần và để lựa cho mình có được sự thanh tịnh nhất, trí tuệ nhất.